Rosie, chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc như vậy? Giáo sư có vẻ như chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn đấy. Và đây đầu bếp đây rồi. Công việc có thể đợi, bé Rosie đang gặp rắc rối. Có vẻ như chị đã sắp xếp một bữa nhẹ, nhưng mà không có thời gian đâu, chạy nhanh lên. Tất cả các anh hùng đã tập hợp rồi. Sao Rosie, chuyện gì vậy? Ồ, đói sao? Vậy thì đến lúc làm thử thách nấu ăn rồi. Ê, nào, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Sao, chúng ta có gì đây? Ồ, wow, salad sao? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sao, đã đến lúc xem ai sẽ nấu món ăn này ngon nhất rồi. Giáo sư sẽ bắt đầu. Ê, bạn ấy đang làm gì vậy? Bạn ấy đang đổ đất ra. Còn đây là gì? Đây là những cái hạt đậu thần kỳ phải không? Chúng ta rất là muốn xem sẽ có chuyện gì. Ôi, cho bao nhiêu là thứ này. Còn bây giờ thêm nước vào. Nhưng mà có vẻ như là đã làm quá rồi và đổ hơi nhiều nước. Giáo sư nên cẩn thận đấy. Ôi, bây giờ mọi thứ sẽ ổn. Thôi, bây giờ thì ổn thật rồi. Còn chuyện gì đang xảy ra vậy? Wow, các bạn hãy nhìn xem bao nhiêu là rau này. Thật là tuyệt vời. Nào, giáo sư, bây giờ sẽ cắt ít rau nhé. Cắt ra và cho vào trong đĩa. Còn bây giờ thì sẽ cho một bó mì bên cạnh. Tại sao lại không? Bây giờ thì hộp đậu ngon lành đang chờ đợi. Như thế này này. Ôi, tại sao chúng ta lại cần cái con khủng long này? Wow, đẹp làm sao? Làm tốt lắm. Ôi, không biết là người chị sẽ làm như thế nào nhỉ? Ê, nhưng cái rau này cần cho vào trong salad chứ không phải là để ăn. Đấy, vấn đề khác rồi đấy. Chị đang cắt rau, xà lách bằng dao. Còn bây giờ thì sẽ làm gì? Ôi, lá da xà lách này, ớt này. Ôi, nhìn nó đẹp lắm sao? Trời ạ, cái này thì chắc chắn Rosie sẽ rất là thích đấy. Nhưng mà đầu bếp vẫn còn chưa làm đúng không? Có vẻ như đầu bếp không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Bạn ấy lại muốn ít nước sốt trắng. Và bày nó ra đĩa. Sau đó lấy những cái mổ vụn bánh mì cho vào trong như thế này. Nghiêm túc sao? Cách này thật là độc đáo. Tiếp theo sẽ là gì? Đầu bếp đổ những vụn này vào ra đĩa. Bây giờ thì cắt ra những cái này từ rau, nhìn trông thật là thanh lịch. Còn những cái này thì sẽ cắt thật mỏng ra, nhìn trông rất là ngon miệng đúng không? Oh wow, các bạn hãy nhìn xem. Sếp là một chuyên nghiệp thực sự. Có vẻ như là đã sẵn sàng rồi, đến lúc phải thử rồi. Chúng ta có gì đây? Wow, một cái salad rất là tuyệt vời. Đây là con khủng long sao? Chúng ta cùng thử nhé. Ôi, nó là sô-cô-la. Thật là tuyệt vời, rất là ngon nữa chứ. Còn đây là cái gì? Eo ơi, mình rất là ghét cái hạt đậu này, không muốn ăn đâu. Còn bây giờ, sẽ thử món này nhé. Ôi, trời ạ, những con mắt thật là đáng yêu. Và rất là ngon nữa chứ. Và cuối cùng, món salad thứ ba nhé. Mong là mình sẽ thích nó. Eo ơi, trời ơi, thật là ghê tởm. Không, mình không thích cái này. Và mình không thích cái này. Đây, người chiến thắng của chúng ta đây. Ôi, chị sao? Tất nhiên rồi, mình là đầu bếp giỏi nhất mà. Đề nghị ăn mừng chiến thắng của mình bằng một bữa tiệc nhỏ. Giáo sư, đây không phải lúc cho những thử nghiệm mới đâu. Thử thách mới đang ở phía trước đây này. Ồ, đó là milkshake mà. Các bạn có thích milkshake không? Các bạn thích uống nước nào nhất? Hãy viết trong phần bình luận nhé. Và lần sau có thể chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn đó đấy. Giáo sư rất nóng lòng muốn bắt đầu nấu ăn đây này. Có gì trong tay vậy? Soda sao? Có vẻ như chúng ta lại đang chờ đợi một bài hóa học từ giáo sư rồi. Ông ấy trộn các chất lỏng khác nhau thật là giỏi. Bây giờ thì sẽ thêm thành phần bí mật. Ồ, hãy nhìn những bong bóng đó đi. Có vẻ như đồ uống đã sẵn sàng rồi. Wow, nó không giống milkshake một chút nào. Nhưng mà đó là của giáo sư mà.
xe luôn rất là phi thường. Có vẻ như chị gái đã quyết định làm dịu cơn khát của mình bằng nước ngọt rồi. Nhưng mà đôi khi mở cái lon nước ngọt này không phải là điều dễ dàng nhất. Ồ, bây giờ chỉ cần lắc thôi. Ôi không, đó là ý tưởng không hay đâu. Bây giờ tất cả những soda này... Đấy, đúng điều mình đang nói. Ôi trời ạ, cái này chắc chắn sẽ không được điểm cao đâu. Tuy nhiên, kể đó không sao, vẫn còn một ít nước. Nhưng mà đúng là còn một tí thật. Chúng ta sẽ có gì tiếp theo đây? Wow, nhìn kìa, có bao nhiêu là kẹo ở đây. Bây giờ thì người chị sẽ lấy cái kem đánh bông này ra. Trông rất là ngon miệng đấy chứ. Ồ, gấu Haribo đúng không? Ý tưởng rất hay đấy. Tuyệt vời. Nhưng mà khó có thể điều khiển được đầu bếp bất ngờ với những thức uống đơn giản như này. Sao đầu bếp, hãy xem cho các quý cô và thầy xem đầu uốc thực sự là như thế nào nhé. Wow, có vẻ như chúng ta sẽ cần một chiếc tủ lạnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đợi nhé. Người chị đã uống gần hết rồi đây này. Đấy, bước cuối cùng. Nhưng mà bếp vẫn không thấy ấn tượng gì cả. Đầu bếp đang lấy đồ uống của mình ra khỏi tủ lạnh. Nào để xem nhé. Trông giống như một cái cục đá đơn giản thôi. Và tiếp theo sẽ là cái gì đấy? Đầu bếp đang rút hết cả nước ở trong đó ra. Ồ, hay thật đấy. Bây giờ đầu bếp đang rút coca ra và đang lấy lên trong ống tiêm. Ôi, hay thật đấy, không biết tiếp theo như nào nhỉ? Ồ, cái này hay quá. Trời ạ, cái công thức của cái này rất là khó, nhưng mà cái này rất là đáng. Nhưng mà Rosie sẽ quyết định điều đó. Ồ, wow, các bạn đã nhìn thấy milkshake lớn mà chị gái đã làm không? Nhìn nó thật là tuyệt. Ôi không, ôi trời ạ, bây giờ nó rơi xuống giàn rồi. Nhưng mà bây giờ Rose chỉ có thể chọn một trong hai cốc tai thôi. Wow, cái làn khó này hay thế, cái này uống được sao? Ôi, đúng rồi, nó ngon làm sao, tớ rất là thích. Bây giờ, đến lượt cái này nhá. Eo ơi, không, cái này thật là kinh tởm. Đây là người chiến thắng nhá. Ôi, cuối cùng một chiến thắng xứng đáng. Yeah, à vâng vâng. Các anh hùng chúng ta đã đối phó rất tốt với bài kiểm tra vừa qua, nhưng mà họ chưa sẵn sàng cho những gì đang chờ đợi họ tiếp theo đâu. Vâng, đôi mắt của bạn không làm cậu thất vọng đâu. Đây là người đàn ông gừng. Nấu một món ăn như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng mà người tham gia của chúng ta rất là tài năng và can đảm. Họ chắc chắn sẽ thành công thôi. Nhưng mà ai sẽ làm tốt hơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu bếp của chúng ta rất nóng lòng muốn bắt đầu nấu ăn rồi. Ôi, mật ong ngon thật làm sao. Đầu bếp cho thêm một ít mật ong vào trong đó. Thật là tuyệt. Tiếp theo sẽ là gì đấy? Quế sao? Bột mì? Chúng ta sẽ cho hết tất cả những thứ này vào và trộn nó lên. Vâng, nhìn cái này thôi đã chảy hết cả nước miếng rồi. Sau đó sẽ cho thêm bơ và lại đảo lại. Vâng, rất là khó để cạnh tranh với một bậc thầy nghệ thuật của mình như vừa đầu bếp vậy. Ôi, không sao, mình có thể làm tốt hơn. Chị gái nên cẩn thận hơn, bởi vì cậu có thể kiếm được những vết bầm tím đấy. Chị gái đã cho thêm bột mì. Ôi, có quá nhiều không? Ôi, có vẻ như ai đó rõ ràng thiếu tập trung rồi. Trong lúc đó đầu bếp đang nhào bột. Ôi, nhìn nó ngon làm sao. Và nhìn nó rất là đẹp, màu rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nó vào và lăn nó ra. Đợi một chút. Đấy, xong rồi. Thế là bột đã xong. Đến lúc phải sử dụng khuôn rồi nhá. Ôi, trời ạ, à, nhìn một cái bánh trông đáng yêu lắm sao. Nhưng mà chỉ có một cái bánh thì không được. Cậu ấy đang muốn làm cả một cái ngôi nhà bằng gừng. Đầu bếp ném tất cả vào trong lò. Còn giáo sư thì đang làm gì vậy? Ôi, các thí nghiệm của ông đôi khi quá nguy hiểm đấy thưa giáo sư. Vâng, nhưng bạn sẽ không làm gì vì lợi ích khoa học. Và tất nhiên là một bữa ăn ngon rồi. Có vẻ như cậu ấy đang sử dụng một cái lá bàn. Cái này thú vị hết đấy chứ. Tiếp theo là gì? Thức kẻ sao? Làm tốt lắm giáo sư. Bây giờ thì cần phải lấy những cái này ra thật là cẩn thận. Và để dùng làm như thế, giáo sư sẽ sử dụng cái này. Đấy, thế là xong rồi. Cái này cũng đang cho vào lò nướng rồi.
Đầu bếp và giáo sư chỉ cần đợi đến khi vật liệu xây dựng của họ sẵn sàng. Ôi, cái gì là gì vậy đấy? Chị ơi, chị có chắc chắn là cần phải đập một mạnh như vậy không? Dù sao đi nữa thì đã có những bữa việc khá tốt đấy chứ. Bây giờ đến lúc phải dùng thuốc nhuộm rồi. Wow, nhìn chúng đẹp lắm sao. Oops, có vẻ như với miếng cuối cùng có vấn đề rồi. Chắc chắn là bên trong có gì đó. Bây giờ thì chắc chắn là đã bẩn hết rồi. Giáo sư ơi, mình không nhìn thấy gì cả. Ôi, khổ thân. Cậu ấy chắc chắn đã không hiểu đúng rồi. Phù, có vẻ như là không sao. Nào, chúng ta dừng ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, sơn. Thật là tuyệt khi người chị đã có một cái ống khác trên tay. Bây giờ cần phải nhào bột này ra thật là kỹ và làm những chiếc xúc xích như thế này vậy. Và cuối cùng sẽ kết hợp nó vào thành một cái to như thế này. Bây giờ sẽ có một cái con ốc rất là sáng màu. Bây giờ người chị lại cho thêm những cái rắc nữa và cho bánh vào trong lò. Không thể nào, bánh gừng của đầu bếp đã sẵn sàng rồi. Ôi, mùi này thơm quá. Bây giờ có thể lấy kem và bắt đầu làm. Các bạn hãy nhìn xem ngôi nhà tuyệt vời này. Mình sẽ rất là tiếc khi ăn một chiếc ngôi nhà như thế này nhá. Nhưng thêm một ít kem nữa. Và voila, đẹp chưa nào? Bây giờ đầu bếp sẽ trang trí ngôi nhà bằng đồ ngọt. Và đây chính là người đàn ông gừng. Thầy nghĩ nó sẽ hạnh phúc sống trong một ngôi nhà sang trọng như vậy. Bây giờ đầu bếp đang phủ kiệt tác của mình bằng đường bột. Và loại bột này trông giống như tuyết vậy. Ôi giáo sư, ông thì đang nghĩ ra gì vậy? Kẹo ăn được sao? Hay thật đấy. Có vẻ như giáo sư đã quyết định không lắp ráp một ngôi nhà bằng gừng mà một tên lửa bằng gừng. Ôi trời ạ, các món đã sẵn sàng rồi nhá. Để đến lúc phải thử rồi. Oh wow, ngôi nhà bằng bánh gừng này như trong cổ tích vậy. Rất nóng lòng muốn thử nó. Ôi, đúng rồi, rất là ngon luôn ý. Còn ở đây chúng ta có gì đấy? Ôi, trời ạ, đây là một con người mà. Chúng ta đi chơi nhá. Wow, một tên lửa sao? Bây giờ sẽ thử nhá. Ôi, có vẻ như là cái này sẽ không bay được đâu. Còn cái này là cái gì nữa? Ôi, một chiếc bánh thật là đáng yêu. Sẽ thử nhá. Cũng không tệ. Bây giờ người gừng sẽ đi tìm hiểu và cho người chiến thắng nhá. Cái này không, tên lửa không, có lẽ là ngôi nhà này. Vâng, nó rất là thích luôn. Đồng ý, nó sẽ thắng. Ôi cảm ơn, ai có thể nghi ngờ được chứ. Các bạn có thích video này không? Hãy chia sẻ nó với bạn bè của mình, like video và để lại nhận xét nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.